11 giờ đêm ngày 13 tháng 12 giờ Việt Nam, máy bay đưa thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ đã hạ cánh. Ngay lúc này, bà xã Nam Danh Hài là nữ ca sĩ Phương Loan cùng gia đình, bạn bè đang hoàn tất thủ tục để đón linh cữu cố nghệ sĩ về. Nhìn khoảnh khắc thi hài nghệ sĩ Chí Tài nằm lặng lẽ cô đơn giữa sân bay, làm nhiều người không khỏi đau lòng và xót xa. Có thể nói khán giả tại Việt Nam và khắp nơi đang dành nhiều sự quan tâm chú ý đến hành trình đoàn tụ gia đình của cố nghệ sĩ Chí Tài. Trên mạng xã hội, một đoạn clip quay lại khoảnh khắc linh cữu được nhân viên sân bay đưa xuống từ máy bay khiến công chúng không khỏi nhói lòng. Do tình hình dịch bệnh còn căng thẳng ở Mỹ nên người thân của cố nghệ sĩ không thể có mặt để đón thi hài về ngay được. Ngoài những khoảnh khắc này, vì có số lượng đột biến lên đến hàng chục nghìn người tìm kiếm và dõi theo chuyến bay chở linh cữu cố nghệ sĩ trong một ngày qua đã khiến người dân Mỹ bất ngờ. Cụ thể, đã có gần 26.000 người dõi theo từ khóa này trên trang web Flyradar 24 để cập nhật tình hình bay, giải đáp của chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ này. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là mất mát vô cùng to lớn với anh chị em nghệ sĩ nói riêng và khán giả nói chung. Hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua sự mất mát này.